Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Cái gì? Ê Phước, nói Hoàng bị xe đụng rồi nè. Nặng lắm, đưa vô cấp cứu bệnh viện Sài Gòn rồi. Biết điều này chứng tỏ gì không? Vì anh ta thích mày, anh ta đau lòng thay cho mày, nhưng mà không thể bên cạnh mày, cho nên trút hết cơn giận lên Động Dũng, hiểu không? Nhật Phương, kể từ bây giờ em có thể chạy trốn, nhưng anh nhất định sẽ đuổi theo em đến cùng. Nhưng mà bây giờ em, bây giờ em đang rất cần anh mà. Người sẽ đám cưới rồi,
anh bận như vậy, chuyện đám cưới tính sao? Thì cũng chịu thôi. Không dễ gì để có được một cơ hội như thế này. Chị còn Nhật Phương thì sao? Cô ấy có ý kiến gì không? Nhật Phương sẽ không có ý kiến gì đâu. Trước giờ tôi làm gì, cô ấy luôn ủng hộ tôi hết. Cho nên cô phải đi theo kế hoạch cuộc đời của anh phải không? Phương à? Alo, anh Dũng. Bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ em... Lát nữa anh gọi lại cho em, vậy nha. Hôm nay anh phải ở lại công ty làm việc tiếp với team kỹ thuật. Chắc là sáng mai mới về cơ. Có gì em ngủ trước đi nhé. Có được một người bạn gái tốt như vậy, dù anh có làm chuyện gì đi nữa thì cũng luôn được ủng hộ. Ừ, đúng là tôi may mắn thật. Chị thấy hai người có duyên thiệt đó. Nên là lần gọi vốn lần này chắc sẽ thuận lợi thôi. Sau này khả năng cao là sẽ mở rộng thị trường ra Hà Nội. Em sẵn sàng đón lấy team cùng với chị. Đây là cơ hội của em đó. Thật hả chị? Thật. Cơ hội đến thì phải biết nắm bắt, không được bỏ qua, biết chưa? Dạ giám đốc. Gọi giám đốc nghe xa cách quá nè. Dạ chị Vân. Nhưng mà chị thấy hình thức của em có vấn đề đó nha. Sao thế ạ? Bạn gái em không giúp em chọn đồ hả? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sao tự nhiên đến đây làm gì? Em tới mà cũng cần lý do hay sao? Dù anh không hoan nghênh, nhưng mà anh cũng mở cửa cho em đó thôi. Anh đón khách hả? Ừ. Một cô gái ở trên phòng, em có muốn lên xem thử không? Em có chắc là muốn đối mặt hay không? Gặp rồi em sẽ làm gì? Cãi nhau hay đánh nhau? Em đừng quên, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Là anh nói chia tay thôi, em chưa có đồng ý mà. Anh xem tình cảm của chúng ta trong suốt 10 năm qua là cái gì vậy? Những lời anh hứa với mẹ của em, anh xem là cái gì? Em còn chưa đồng ý chia tay, anh đã dẫn gái về nhà. Rốt cuộc anh xem em là cái gì vậy? Là người nhà, chỉ có thể như vậy thôi. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh Hoàng, anh nghe em nói nè. Dạ anh nói cho em biết đi. Nói cho em biết em phải làm gì đi. Em sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần anh không bỏ em. Em sẽ nghe anh. Em xin anh đó, anh nói cho em biết đi. Chỉ cần anh không phớt lờ em, chỉ cần anh không bỏ em, bất cứ việc gì em cũng sẽ làm hết. Em hứa với anh đó, tất cả mọi chuyện cho em sẽ nghe. Em không phải làm gì hết. Em làm cái gì cũng vô ích thôi. Ngay từ lúc em bỏ đứa con của chúng ta mà em không bàn bạc gì với anh thì anh đã không thể yêu em nữa rồi. Anh không thể nào đụng vào em được. Em không cảm nhận được chuyện đó hả? Ngay từ giây phút đó anh đã không còn cách nào để yêu em. Anh vì chuyện đó mà định trừng phạt em cả đời sao? Mấy năm qua trong mối quan hệ này anh cũng đang trừng phạt mình mà. Anh cũng biết tổn thương mà. Anh cũng biết mệt mỏi, anh cũng biết đau đớn mà. Nhưng sự mất mát này quá lớn, anh không thể nào quên được. Anh xin em đó, em đừng có tìm anh nữa. Đừng làm tổn thương nhau thêm nữa em. Em đi đi. Đi đi. Sao? Muốn chửi tao cái gì? Chửi tao lừa gạt mày, chửi tao gài bẫy mày hôm nay, chửi vì tao bắt mày lộ bản mặt thật của mày ra, để tao thấy được mày thật sự thích Huy Hoàng. Chửi đi. Tao đứng đây cho mày chửi nè. Tại sao tao lại có đứa bạn như mày nhỉ? Chính vì tao là bạn mày cho nên mới biết cách giúp mày bộc lộ tình cảm thật của mày ra. Nhưng đó không phải tình cảm thật. Đó chỉ là... Không phải tình cảm thật chứ lại gì? Tại sao mày phải hoang mang như vậy? Không có gì mắc mới phải hoảng hốt tức tốc chạy lên bệnh viện để gặp Huy Hoàng. Không có gì tại sao nửa đêm còn ngồi ở đây không về nhà? Hả? Mày thích Huy Hoàng này có gì sai? Tao không thích anh ấy. Không thích hay không dám thích?
Suy nghĩ kỹ trả lời tao. Trong lòng tao chỉ có anh Dũng. Vậy hả? Thì sao không về với anh Dũng đi? Ở đây làm gì? Về thì về, tao đi liền đây. Khoan đã, trả chìa khóa lại cho tao. Mày không còn ở đây rồi. Tao không muốn nửa đêm nửa hôm còn thấy con bạn của tao trốn vào đây. Tinh thần thì hoảng loạn vì không biết mình nghĩ cái gì, cần cái gì. Nói toàn những lời dối lòng, dối bản thân, dối cả tao. Tao không trả. Giỡn mặt cái tao hả? Tao giỡn mặt đó. Trả cho mày rồi. Mai mốt khi tao cô đơn, khi tao muốn trốn đi đâu đó, tao muốn la hét, tao muốn một người ôm tao thì tao biết đi đâu. Hôm nay tao vẫn giận mày, không muốn nói chuyện với mày nữa. Tao về đây. Đồ hèn, chỉ giỏi lừa gạt bản thân thôi, dối lòng của mình. Mày đừng để ai phát hiện hết nha, đừng ngu. Em đồng ý. Cưới em nhanh đi. Anh, chuyện là sức mình vậy? Minh Anh, chúng ta chia tay đi. Anh nói gì vậy? Anh nói là chúng ta chia tay đi. Anh không thể cố gắng thêm được nữa. Em không có yêu cầu gì về đám cưới của tụi mình sao? Như là thiệp cưới, áo cưới. Em nghĩ là chỉ cần tiết kiệm và không vượt quá chi tiêu là được. Anh tìm đâu ra được một cô vợ tuyệt vời như thế này chứ? À, anh muốn uống trà không? Uống. Vậy em đi pha cho anh nha. Ừ. Em chấp nhận tụi mình tạm thời xa nhau một thời gian để em bình tĩnh lại. Nhưng mà tạm thời chia tay, chứ không phải là chia tay. Anh hy vọng em nghe và hiểu rõ ý của anh. Hai chúng ta... Em biết mà. Chúng ta chỉ tạm thời chia tay, không có nghĩa là chia tay. Thường một đứa vừa được cầu hôn á, sẽ mắt sẽ lấp la lấp lánh, hạnh phúc không giấu nổi thiên hạ luôn. Còn cái này á hả, cái mặt hay như thất tình gì đó, không một chút hân hoan nào luôn. Không muốn cưới đúng không? Còn về chuyện đám cưới, anh đã lên kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Một cái báo hỉ ở quê anh, một cái tiệc cưới ở Sài Gòn, vậy là đủ. Mà cái tiệc cưới ở Sài Gòn á, mình tính toán làm sao để về sau vẫn lời ra được một chút vốn. À, còn vụ chụp hình cưới, anh có một ông bạn chụp hình cưới cực kỳ đẹp luôn. Mà anh nghĩ nếu như mà anh nhờ ông ý, thì ông ý sẽ giảm giá cho mình thôi. Và anh cũng tính luôn là mình sẽ chụp một địa điểm. Anh rất nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ ở đây đợi họ về, và xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hai là đi với anh. Ngay bây giờ. Anh sẽ treo một vài bức hình cưới ở đây, để về sau mà có chụp gì thêm ấy thì... Phương à, ý em là kế hoạch đám cưới anh cứ quyết định hết đi, em sẽ nghe theo anh hết. Em không có yêu cầu gì về đám cưới của tụi mình sao? Như là thiệp cưới, áo cưới, bánh cưới, hoa, nhà hàng thì sao? Em nghĩ là chỉ cần tiết kiệm và không vượt quá chi tiêu là được. À, anh muốn uống trà không? Uống. Vậy em đi pha cho anh nha. Ừ. Cho nỗi nhớ thôi vơi đầy. Một ngày sống qua mình về bên nhau như sao khiến anh hoài nghi. Một ngày
thực sự rất nhớ em. Rất nhớ em. Anh xin lỗi vì anh đã không giữ được lời hứa của bản thân anh. Anh đã cố gắng kiểm soát bản thân mình là sẽ không nhớ em nữa, nhưng mà hình như anh không làm được. Khi vừa thấy em, anh không còn muốn làm điều đó nữa. Vì anh biết chắc một điều, anh không thể ép bản thân anh ngừng quan tâm em. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ ở đây đợi họ về và xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hai là đi với anh ngay bây giờ.